Hương Hoa chào đón quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và ngay sau đây là tin tức bắt gặp cường đô la âm thầm đưa đón Hạ Vi đi sự kiện sau tin đồn rạn nứt. Sau một thời gian vướng vào nghi vấn rạn nứt tình cảm, tối ngày 27 tháng 5, cường đô la bất ngờ xuất hiện để đưa đón Hạ Vi tham gia vào một sự kiện từ thiện của Ngô Thanh Vân. Tối ngày 27 tháng 5, Hạ Vi cùng dàn Sao Việt đã tham gia vào chương trình từ thiện Vết Sẹo Cuộc Đời Xấu do Ngô Thanh Vân đứng ra tổ chức. Hạ Vi tham gia sự kiện với tư cách là người em thân thiết sau khi đảm nhận vai chính trong dự án phim điện ảnh Tấm Cám Chuyện Chưa Kể của bà bầu nhóm 365. Điều đáng chú ý là sau khi sự kiện kết thúc, nhiều người bắt gặp cường đô la lái xe tới sảnh để đón Hạ Vi và đưa cô về nhà dù anh không góp mặt trong sự kiện. Chiếc xe màu trắng đã chờ ngay trước cổng ra vào, nhanh chóng lăn bánh sau khi Hạ Vi an toàn trong xe. Kết thúc chương trình, Hạ Vi di chuyển nhanh chóng ra một chiếc xe đã để sẵn bên ngoài. Người bên trong xe chính là cường đô la. Sau khi lên xe, họ nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực sự kiện và về nhà. Dù xuất hiện khá chớp nhoáng, nhưng một vài người vẫn kịp nhận ra cường đô la. Đây cũng là cách chứng minh tin đồn rạn nứt tình cảm thời gian qua của cặp đôi là không đúng sự thật. Sau khi công khai chuyện tình cảm, Hạ Vi và cường đô la nhận được nhiều sự quan tâm, từ dư luận đến từng hành động nhỏ nhặt nhất trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, tin đồn rạn nứt bắt đầu xuất hiện khi Hạ Vi bất ngờ xóa đánh dấu tên cường đô la trên Facebook lẫn Instagram và thường hay đăng tải những status buồn bã trách đời. Nhưng hành động đưa đón vừa qua đã chứng tỏ cặp đôi vẫn mặn nồng. Thời điểm cường đô la lần đầu đăng tải ảnh rõ mặt Hạ Vi trên trang cá nhân, thì tài khoản của nữ diễn viên lại đồng loạt xóa hết hình ảnh trước đó của cả hai. Trên Facebook, cô cũng thường cập nhật những trạng thái buồn khiến cả hai bị khán giả đặt ra tin đồn chia tay. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!